À, các bạn thân mến, hôm nay là nông cơ Ba Thế ở Long Khánh, Đồng Nai vừa đóng xong một cái vàng băm cỏ, cái vàng xới băm cỏ. Cái vàng này kêu bằng vàng băm cỏ chứ không phải vàng xới các bạn nha. Mà các bạn muốn xới đất mà mỏng mỏng thì cũng ok. Thì cái vàng này các bạn thấy không, chế bằng dao xếp nè. Đó, dao xếp sống. Là cái dao này nó bằng thép hay bằng sắt anh? Bằng nhíp à. Như cái bộ này thì nó bao nhiêu lưỡi anh? 40 lưỡi. Là cái bánh này à, nó quay được luôn hả? À, à định vị hả? Sao mình gắn bơm mở đâu vô để bơm? Ủa em có thấy đâu? À rồi, như vậy là cái mà khi mà băm cỏ thì cái vàng này nó quay khoảng bao nhiêu tu anh? 2.5 vòng phút. 2.5 vòng, rồi khi mà nó ngừng lại phát rồi nó đánh bể hộp số làm sao? Đứng đăng lại, đứng đăng chẳng quay. Sao đứng được anh nói em nghe coi. Làm sao đứng? Làm cho bò chi? Hả, làm gì? Không, lại đây. Cho em hỏi cái. Có nghĩa là khi mình đứng lại thì trục này nó quay hay nó đăng quay, cạc đăng đứng lại. Nó quay, nhưng mà cạc đăng đứng lại. Vậy trong này có cái nồi à? Sợi dây ro. Sợi cô ro. Ba sợi dây ro. Ba sợi dây ro rồi. Quay. Nó làm sao nó đứng được? Đứng với cái ổ kìa. À, nó có cái ổ ngay hộp số này. Đúng, hộp số. Là giống như cái ổ clip xe đạp vậy đó. Đúng rồi. Là khi mà nó ngừng cái bộ lắp cạc đăng này lại á thì cái thằng này nó vẫn quay. Rồi. Nên nó máy là có nghĩa là nó sẽ không bị bể à. Anh ơi, giá bao nhiêu một bộ này? 29 triệu. 29 triệu hả? Bộ 29 triệu một bộ luôn. Đúng rồi. À là rồi, ý là mình ráp vô được mấy cày, khoảng bao nhiêu ngựa? 2.5, 3.000. 2.2 được không? À đây 2.2 được không? Được luôn. 2.000 nhỏ hơn chút, 2.000 cũng được đâu. À, phải 22 mới đủ. 22 rồi, bây giờ thí dụ anh có đóng cho cái loại máy mà nó nhỏ hơn 2.000 hay không? Có. À, nếu anh đóng cái loại nhỏ hơn thì giá cả bớt sao? Bớt 2 triệu nữa. Bớt 2 triệu hả? Rồi. Bây giờ anh cái giá 29 triệu là anh đã bớt chưa? Nếu mà gần này ship luôn. À, bao ship luôn. Bao ship, có bớt nữa không anh? 40 cây số rồi ship luôn. Có bớt không? Không bớt. Không bớt hả? À. Bao chở chứ chở thôi. À vậy hả? Rồi bây giờ anh lên anh nổ chạy thử coi. À, anh dạ. Ở cái giá, cái mà cái cỏ mà dày cui như kia anh phát được không? Có nền xi măng kìa anh kìa. Dạ. Đó, ngừng lại à, cái dao nó vẫn ba chạy kìa. À. Đứng xiên bên với rủi đá văng cái à. Có dần đá văng. Đá văng không? Ôi, có dần đá văng. Cái này cỏ nó nát ra thành thân luôn á. Giống như băm cỏ trực tiếp vậy.
quay lại đi, làm hết cỏ của nhà nước sao? Này dàn bông cỏ dán gắn trên máy băm cỏ Sibaura nha các bạn nha. Nói chung ảnh đưa ra giá 29 triệu vậy á, nhưng mà nếu mà mình các bạn gọi cho mình bán thì cái giá nó sẽ mềm hơn một chút. Nếu các bạn nào mà gọi cho mình á thì hãy gọi số 0987 043052 nha các bạn nha. Mình là nhạc sĩ Vũ Đức Hạnh. Các bạn có thể lên trên mạng, các bạn đánh vào những bài hát của mình sẽ thấy tên bài hát, tên của mình, tên sáng tác của mình là thí dụ như Tình Thắm Ngày Xuân nè, rồi Nắng Vàng Chiều Ngoại Ô, Nhớ Về Mưa Bụi, Vĩnh Long Sông Nước Tình Em, Bình Dương Quê Em, Tình Em Gái Đồng Nai, Mình Dân Đồng Nai nha. Rồi Đêm Mưa Ngậm Ngùi, Đêm Buồn Phố Núi, rất là nhiều ca khúc của mình. Đó, các bạn thấy không, nó nghiêng là nó tự nó nghiêng luôn. Nó nghiêng và nó đi là rất là sạch sẽ các bạn. Đây là nông cơ ba thế của Long Khánh Đồng Nai các bạn nha. Anh này là chuyên chế, ảnh không phải là kỹ sư, không biết có phải kỹ sư không mình cũng quên rồi. Anh nhớ xưa anh có học trường Cao Thắng này phải á, nhưng mà ảnh chế tạo thì phải nói là vô địch. Cái bộ chế này là ở Việt Nam ảnh chế đầu tiên, là tại vì ở đây là vùng cao su thì các bạn cũng thấy rồi. Thì ảnh chế để phát làm những cái lô cao su này nè cho công ty cao su Đồng Nai. Thành ra là khi mà người ta đưa ra một cái, người ta đưa ý tưởng, người ta nói muốn có một cái máy để làm cỏ như vậy, thì ảnh mới là nghiên cứu và ảnh chế ra. Khi mà qua cái bộ làm cỏ này là cái tốc độ nó tăng lên rất là cao, nó không phải như những dàn sới thông thường. Và nó có một cái bộ vi sai trong đó, khi mà chúng ta ngừng cái hộp số lại, chạy lại hoặc cặt đăng lại thì nó sẽ không làm cho vỡ hộp số, là nó sẽ có một cái bộ, cái trớn của cái trục vẫn chạy, nhưng mà cái cặt đăng hoặc cái xe chúng ta ngừng lại. Bởi vì ngày xưa anh đã từng bị như vậy rồi, thành thực ra là ảnh mới là sáng chế đây. Em thấy rồi, em biết rồi. Em thấy rồi, đây anh qua anh làm đi. Anh chó quay đi. Rồi, ngắt cặt đăng lại. Rồi, ngắt cặt đăng lại. Rồi. Đó, các bạn thấy không? Cặt đăng trên dây ngừng kìa. Dưới này vẫn chạy nè. Đó, đây, trên này ngừng nè. Đó. Đó, là coi như khắc phục được là không bao giờ bị bể hộp số. Cái tua trên này nó lên tới là trên 3.000 tua lận. Thành thử ra là khi nó mới có giống như một cái máy băm mà mình rang mang ra bên ngoài mình băm vậy các bạn. Rồi được rồi anh ơi, phát hết cỏ của công ty nó kiện chết.
là dạ được rồi, làm hết cỏ của công ty nó kiện chắc. $2,200 thôi các bạn, thấy không? Bạn thấy không, làm ngon lành chưa? Nếu mà vô số nhanh chạy là coi như làm cực nhanh luôn. Con này có một cầu thôi, vẫn chạy tốt.